Chào anh em, đây là Volkswagen T1 Arnobus, một trong những mẫu xe có giá trị sưu tầm cao nhất của Hot Wheels. Phát hành lần đầu vào năm 2012 bởi Unimai. Cho đến nay đã có 20 bản được phát hành. Và đây là bản phát hành mới nhất năm 2021. Trong set Deutschland Design là những xe của Đức. Sẽ đón nằm đây. Ở đây có chữ Porsche. Nếu như Volkswagen là hãng mẹ, Porsche là hãng con. Mẫu xe này có bánh cao su gầm kim loại. Và nó luôn được phát hành là premium chứ không có basic. Ở đây có chi tiết đèn và logo. Đáng chú ý ở đây có bản lề cánh cửa, điều mà không có ở chiếc Kukumi. Lạt các cánh cửa, tay nắm cửa, nắp bình xăng, tản nhiệt. Chi tiết cánh cửa sau, đèn hậu, cản trước và cản sau bằng kim loại liền khối với gầm kim loại màu da mác, tức là không sơn. Volkswagen T1 Arnobus. Cá nhân mình thì không thích kiểu bánh này, bởi vì nó hầu như có rất nhiều kiểu bánh đẹp. Thực đây có những mẫu xe pop culture. Hai kiểu bánh này là một. Tuy nhiên, kiểu bánh này màu chrome thì đẹp, nhưng kiểu bánh này màu nhựa trắng thì lại không hay mấy. Đây là quan điểm của mình. Nhưng dù sao đây là một mẫu xe đẹp và đáng sưu tầm. Hy vọng là anh em đã thích video ngày hôm nay. Tạm biệt và hẹn gặp lại.